Ok, chúng ta sẽ tiếp tục cái chỗ nào nhỉ? Tiếp tục là ở đây là chúng ta đã view trước là gần đây rồi đúng không? Chúng ta đã sau nó ra được cái trang trang chủ rồi. Đấy, bây giờ là cái việc của chúng ta là khi khách hàng vào đây đúng không? Khách hàng ấn vào đây, các bạn khách hàng sẽ qua trang sản phẩm mà đúng không? Nó sẽ qua cái trang 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 chi tiết đó đúng không? Thế thì bây giờ đó, các bạn thấy này, mình đã làm đến video trang 48 rồi, video 48 rồi đó, cái chuỗi video của chúng ta là 48 cái video rồi đó các bạn ạ. Cho nên là chúng ta cũng có thành quả mà đúng không? Đấy, các bạn cũng là cũng có thành quả, chúng ta đã có một cái chuỗi video, ít nhất là nó sẽ giúp ích được cho những người mà người ta mới đúng không? Đấy thì các bạn, những bạn nào mà lên được đến là theo đến 48 này là cũng mình cũng rất là khâm phục các bạn đấy nhá. Rồi thế thì quay lại cái chủ đề chính của chúng ta đi, là ở đây này, khi chúng ta khi khách hàng ấy click vào đây này thì có phải là qua đăng chi tiết không, đúng không? Qua đăng chi tiết gì nữa đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ qua cái chỗ 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 product, chỗ trang home đúng không? Nó là trang home đấy. Trang home đây nó nằm ở cái chỗ section hot product này này. Đúng chưa? Thế thì nó nằm ở trang chi tiết. Thế thì khi chúng ta click vào thì có phải các bạn thấy là mình đang để cái thẻ A đây không? Một là các bạn, nó người ta click vào cái ảnh, hai người ta click vào cái H1 này. Cái thẻ P này. Đấy. Bình thường ở đây có nhiều, mình thấy nhiều người họ code thì họ để là H1, nhưng mà mình thì mình nghĩ là nếu mình để H1 thôi, mà một cái trang nó có nhiều H1 thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến 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 SEO web không á. Thì thường thường là khi mình làm cho một số đối tác khách hàng nhờ mình làm đó thì mình không để như vậy, vì mình thấy là họ không cần H1 đâu. H1 có thể họ sẽ để một cái bài viết gì đó phía dưới này này. Mình thấy là như vậy. Đấy thì ở đây mình để thẻ P. Đấy, ở đây các bạn để thẻ A vào thôi, để thẻ A này ở đây là đường dẫn gì đây? Đường dẫn gì đây, thì có phải là nó sẽ là dẫn qua cái product detail đúng không? Đúng không? Nó đây là product detail. Thế thì ở đây ấy, là nó sẽ dẫn qua product. Đúng không? Product này, product nhé. Product này này. Nó khác product này đúng không các bạn? Bởi vì thằng product này là nó không có cái biến gì hết á, nó là cái tĩnh, cái file tĩnh của chúng ta. Chúng ta không có data, không có data nên nó mới đi được thế này chứ. Trước khi nó động một cái á, là nó phải có một cái biến ID đây. Để nó căn cứ vào cái ID của nó giống như là cái chỗ mà các bạn edit sản phẩm đấy. Có khác gì đâu. Không, bạn thấy không? Nó cũng phải có mang thêm một cái biến ID nữa để nó xử lý đúng không? Thì qua bên này. Ở bên này nó cũng có ID, ID này nó là cái gì? Nó là chính là cái product ID chứ đúng không? Product ID. Bạn copy vào đây đi. Phải có dấu ngoặc nhé. Đấy, còn đây nó phải là ID đúng không? Nó là ID, đúng rồi. Tương tự như cái dưới này, các bạn copy cái xuống như này đi. Các bạn copy xuống này. Thế A đây đúng không? Cho vào đây. Đúng chưa? Rồi. Thế là chúng ta đã có một cái router product nó khác một chút vì nó có mang theo cái biến này qua controller để nó xử lý tiếp. Các bạn nhìn nhé, đây nó có cái biến ID. Đấy. Thế thì nếu như chúng ta vẫn cứ để đây, chúng ta thử thử nhé, thử click vào nó này, này. Các bạn rê chuột vào, các bạn thấy như này nó là có ID phía sau rồi này. Đấy. 4 này, nhưng mà các bạn thử nhấp vào xem nó hiện cái gì nhá. Nó vẫn vẫn về đây thôi, đúng không? Nó vẫn về cái trang product thôi. Nó vẫn về cái trang product thôi, nhưng mà bởi vì nó return ra cái view product mà. Đúng không? Chẳng qua nó chưa có cái biến thôi. Mà bởi vì trong cái và bộ product của chúng ta cũng đâu có cái gì mà chúng ta để cái biến trong này đâu, cho nên nó không báo lỗi là đúng rồi đúng không? Nó không báo lỗi bình thường, nó không liên quan gì đến biến cả, nó vẫn đang là tĩnh này, dùng chưa? Bây giờ chúng ta mới để biến vào này, thì ở đây biến thì các bạn thấy nó sẽ có các cái title này, title này đúng không? Đấy, nó có các cái content đây, chỗ này nó sẽ khá là, đến đây nó sẽ xử lý nó hơi dài dòng tí, là chúng ta sẽ đi từng bước một nhé. Chúng ta qua coi cái đây này. Đầu tiên là cái sản phẩm đúng không? Nó đi vào đây là một cái biến rồi này. Nhưng mà mình phải 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 qua controller mình select đây chứ đúng không?
Thế nhưng mình phải qua controller, các bạn nhớ chưa? Đấy, qua controller đi. Qua thằng front end controller này này. Thế thì bây giờ khoan. Quay lại web đi nhá. Ở đây là product ID này, đây các bạn không phải để function này nữa, bỏ đi. Bỏ đi các bạn, ở đây các bạn phải dùng lại controller cho mình. Frontend đúng không? Controller đây. Class. Rồi. Ở đây các bạn sẽ dùng một cái hàm gì? Không. Đúng rồi. Hàm đấy là, đây là hàm này, các bạn ghi show product đi. Show product nhé. Show product đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ có một cái hàm show product. Thì qua đây chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái hàm show product thôi. Qua đây chúng ta tạo một cái hàm show product. Show product đúng chưa? Rồi. Và chắc chắn là cái hàm này nó không như hàm này. Hàm này nó không có request gì hết, mà nó chỉ get thôi. Còn riêng thằng này nó phải có request, vì nó truyền cái biến qua mà, nó có cái request nhá. Đây request này. Được chưa? Rồi, biến request được chưa? Rồi, thế thì nó giống như, các bạn nhớ lại, nó giống như cái việc chúng ta lấy cái sản phẩm ra ở bên cái trang edit đấy, đúng không? Đấy. Nó vẫn sẽ phải return cái view. Nó vẫn return cái view. Đấy, view của nó vẫn là admin, vẫn là cái product đây, đúng không? View nó không khác gì so với cái router ở cũ của mình, nhưng mà qua đây thì nó khác tí là nó sẽ phải có cái biến theo. Các bạn hình dung chưa? Nó qua đây nó phải có một cái biến theo. Đây bạn là dấu chấm chấm phẩy đi nhé. Rồi đây nó sẽ có bị có nó có cái data, nó có cái data gì đây? Đấy thì các bạn lại phải vào ở trong kia, các bạn lấy cái product ra đúng không, vào cái model các bạn lấy cái product ra thôi. Product này nó bằng với lấy cái model này ra này, xong nó file đúng không, nó file cái gì, nó file cái request này tỏ đến ID chứ đúng không, quen không, các bạn thấy nó quen không đúng không, file đúng rồi, file request cho ID đúng không, chọn cái biến ID đó. Đúng không, rồi. Đấy, ở đây mình không DD nhé, nếu sai thì mình mới DD thôi, mình không DD nữa để cho các bạn tự DD nhé. Rồi sau khi nó ra product rồi thì bạn sẽ product đỏ đến cái biến này thôi, đỏ cái biến product này thôi. Rồi sau khi các bạn trỏ ra rồi đúng không, thì các bạn thử qua đây, các bạn thử qua cái trang product này. Còn tạm thời còn bỏ đăng home này đi nhá, đăng home này thì cứ để nó đi thôi, may cái đường dẫn này có vấn đề gì, không vấn đề gì đâu, cứ bỏ đi nhá cho nó nhìn nó gọn. Nếu như ở đây nhá, mình tắt đi, mình đang thiếu một cái title này các bạn ạ, bắn thì mình quên. Ở đây này các bạn sẽ product đúng không, nó trỏ về cái name đúng không, nếu như nó hiện cái nó không có lỗi gì đó, đây mình đã dùng biến rồi này, nếu nó không có lỗi gì thì nó là thành công đấy, các bạn thấy không? Nó không có lỗi gì hết mặc dù chúng ta đã chuyển sang cái biến này rồi. Ý là mình đang có cái đây là sản phẩm đúng không, qua cái này là cái xe này đúng không, thì như mình có nói là cái title á, mình có đề cập cái trang admin ấy là mình cũng quên đi, là mình nhắc cho các bạn nhớ là cái chỗ này nó cũng giống như vậy thôi. Trong cái thẻ cái head của chúng ta đây này, cái title của trang này nó cũng quan trọng nhé, trong sale nhé, title nó nằm ở đây này các bạn thấy chưa đó. Thế thì các bạn muốn cái title nó thay đổi theo trang mà, thì các bạn cũng 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 phải đặt cho nó một cái biến tương tự như cái trang admin của mình ấy. Nó nằm ở ở head đúng không, đây này các bạn cũng đặt cho nó một cái biến title nhé, giống như trang admin cho mình đấy, đặt cái title ở đây để cho nó là nó thay đổi theo cái và khi nó đặt title rồi thì các bạn cứ để đây một cái title trong này thôi, ví như ở đây là trang sản phẩm này. Đó, trang sản phẩm thì các bạn có thể đi sâu vào, các bạn gán cái biến ở đây, bạn hình dung chưa? Rồi cái này coi như là bài tập của các bạn nhé, các bạn dù vận dụng cái thằng admin ra được, các bạn làm cái title đây nhá, mà mình chỉ nói là cái này nó quan trọng trong sale đấy, lưu ý cho mình chỗ này. Rồi cái cốt lõi của chúng ta thì là cái sườn của chúng ta đi tiếp này.
đây của nó đắt đúng không, là qua đây chúng ta chi tiết ra là nó không vấn đề gì rồi. Đấy, tiếp theo nó là cái ảnh đúng không, ảnh ảnh thì ở đây các bạn cũng xóa này đi, xóa cái này đi được chưa. Đấy, ở đây chúng ta sẽ là product gì nhỉ, eBay đúng không, eBay rồi, product eBay được chưa. Rồi à, cái chỗ này dưới này thì các bạn lại phải nhìn qua quen không, các bạn lại phải show eBay ra này, các bạn phải show cái email ở dưới này ra, bắt buộc các bạn phải là phải trong data của chúng ta nó đang là này, coi lại các cái video cũ nhé, những bạn nào mà không coi video cũ cái khung này các bạn sẽ không hiểu đâu. Trong cái database của chúng ta nó đang là ở dạng array đúng không, bây giờ chúng ta phải có một cái cặp lệnh các bạn để đâu cũng được, để trong này luôn cũng được nhé, php ra à, đây php đúng không, PHP đây được chưa. Rồi ở đây các bạn sẽ có một cái biến, các bạn đặt cho mình một cái biến product email nó bằng là expo nhỉ, expo cái kia là mình impo đúng không, expo explode mình nhớ là như vậy, và nó có một cái ký tự để nó tách ra là cái dấu sao, mình nó để dấu sao. Và trong này nó là cái gì, nó là cái product email đúng không. Đấy, sau khi các bạn có cái mảng này rồi, chúng ta đang là chuyển từ string sang mảng và đây có cái mảng này rồi, thì trong này các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ for each ra nó đúng không, for each, for each, for each đâu đây đúng không, các bạn bê thằng này xuống thôi. Cái này các bạn để item cũng được, hoặc là các bạn chuyển thành bỏ s đi nhá, bỏ s đi, miễn là hai ông này khác nhau nhé. Rồi để đây các bạn đã bỏ các cái ảnh này đi à, nhưng mà các bạn bỏ cái ảnh này đi thì nó lại có một cái dở là thế này, ý là thằng đầu á thì lại nó lại active, thế này xử lý thế nào nhỉ. À, các bạn thử nghĩ xem giúp mình nào, vì khi chúng ta à, chúng ta 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 à đâu, vì khi chúng ta ta CSS ấy, là chúng ta để cái thằng đầu là active, nhưng bây giờ nếu như chúng ta cho nó vào cái vòng lặp, nó cho nó vào cái vòng lặp thì nếu mà active thì nó lại active hết đúng không, đấy nó active hết. Đó lại là một cái tình huống nó sắp xuất hiện đấy để chúng ta xử lý đúng không. Thì cái này thì mình nghĩ là có nhiều cách xử lý đấy đúng không, một là chúng ta chấp nhận là chúng ta bỏ cái active này đi, rồi chúng ta qua bên JavaScript ấy à, chúng ta sẽ tạo cho nó là một cái chúng ta sẽ thêm cái thằng đầu tiên vào à, chúng ta sẽ thêm cái class active này vào cái thằng phần tử đầu tiên bằng JavaScript được không. Đấy, còn nếu như mình xử lý ở đây thì chẳng lẽ bây giờ mình lại phải tách ra, chẳng lẽ bây giờ mình lại phải tách ra là mình phải chọn thằng đầu tiên nó nằm ở đấy thì nó cũng kỳ đúng không. Các bạn thử suy nghĩ cùng mình chỗ này coi nào, product image đây, cái này cũng là một bài toán khi nó sẽ phát sinh trong quá trình các bạn làm, nó sẽ ảnh hưởng đến cái giao diện kia của chúng ta đúng không. Nếu mà xử lý đến đây mình xử lý theo kiểu kia cũng được thôi, giống như ở đây này, nếu như xử lý kiểu cồng kềnh á là ở đây mình không có cho nó vào vòng lặp đó, mà mình sẽ select cái email đầu tiên ra thôi đó, là ý là email đầu tiên là mình để ngoài cái vòng lặp này này, bạn hình dung không đó, thì mình sẽ chọn cái thằng lấy thằng đầu tiên, cái này cũng mình cũng có thể xử lý được đấy các bạn, mình đoán là nó sẽ xử lý được bằng cách là đúng không, mình đang để là thằng đầu tiên là cái thằng bằng cái thằng này này, nếu cái sụt nó giống thằng này thì nó thêm này vào đúng không, thêm này vào
hoặc là mình để như thế này có được không nhé? Bây giờ trước mắt nhá, là mình đang hình dung một cái cách rồi đấy. Hình cách này thì nó không 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 làm được đâu, nó cồng kềnh đúng không? Đó, trước mắt là mình cứ để này đi, mình cứ cho cái thằng này vào đây, tạm thời mình sẽ chưa để thằng Lạc Ti vào, các bạn để ở đây đúng chưa, mình tạm thời mình chưa để thằng Lạc Ti vào đâu nhá, bỏ hết cái này đi đấy. Ở đây mình vẫn cứ làm bình thường, mình vẫn for ít cái nào ra và mình thay cái này vào, nó giống như cái trang trang edit trang hoặc min đúng không, mình cho vào đây. Rồi các bạn ra xem nó đã đổ ảnh ra chưa nào. Đấy các bạn thấy nó đổ ảnh ra rồi nhá, nó đổ ảnh ra rồi này. Ví như ở đây mình không vào trang này nhá, mình vào cái thằng này. Đấy ảnh nó khác rồi đúng không? Bạn thấy nó đổ nó khác rồi đúng không? Đó. À, tên này nó cũng khác rồi. Nhưng mà chúng ta đang gặp một cái tình huống là nếu như mình làm như vậy nó mất cái thằng Acti đi, tức là cái thằng mà nó bôi đen đây này, nó có cái border đó. Đúng không? Nó là cái việc mà chúng ta chuyển qua backend nó có cái bất cập như vậy. Thế thì mình với các bạn sẽ cùng thử nghĩ một chút xem nó có gỡ được cái chỗ này không nhé. À, thì mình xem nào. Product email đây. Thế thì mình thử thế này nhé, mình cũng sẽ vẫn vẫn dùng toán tử ba ngôi ở đây. Được chưa? Mình vẫn dùng toán tử ba ngôi ở đây. À, là mình để nó là đây là cặp lệnh PHP đúng không các bạn? Mình để cặp lệnh PHP ở đây. Không, mình nó để này đi. Nó ở đây này. Tức là ý của mình á là nếu như cái thằng product email này này, nếu nhá. Đúng không? Nó bằng với là cái thằng này. Được không biết nếu nó bằng với thằng này nhé, nó bằng với thằng này không được thì coi như bài tập về nhà của các bạn nhỉ, à, coi như là cái bài tập để các bạn nghiên cứu xong bạn này lại phản hồi lại cho mình thôi. Nếu như product email này nhá nó lặp qua một vòng mà nó bằng với cái thằng product email này đúng không, nếu nó bằng thì nó là class ạ. Class gì quên rồi trời, nó là acti đúng không các bạn nhỉ, quên rồi, coi lại có phải coi lại for end không, các bạn có nhớ nó class gì không, mình quên rồi đấy, nào cá vàng rồi đấy, thì nó sẽ đây, mình xin lỗi, mình xin lỗi, bây giờ mình phải add cái này vào thôi, mình quên là acti hay là gì đây, cunmess nó nằm ở đâu nhỉ, nằm ở đâu, nằm bên này chứ nhỉ, bên sao bên ổ D này này, đấy, mình ra code này này, cool face vào chỗ for này, đây mình xem nó là cái gì, tự nhiên quên đấy, code trong for đã đắt đúng không, for này nó nằm ở đây, nó là cái class acti này nhá, mình bê qua đi, mình tắt này đi, đúng không? Mình để nó đây là class acti ở đây. Đúng không? Đấy, nhưng mà cái chỗ class này này mình sẽ không để nó ở đây, nó chỉ bỏ cho bằng này đi được chưa, mà nó sẽ bằng cái này, nó sẽ nhả ra, tức là nếu như nó bằng cái này này đúng không, thì nó sẽ để ra cho mình là cái thằng acti, bỏ thằng đi có thể phải có chỗ này đúng không. Rồi còn nếu mà nó không á, nó không không bằng á, thì nó để rộng, mình thử xem nhá, thử xem nó có được không nhá, thử này, à, nó mất luôn nó mất hết luôn rồi, sao thế nhỉ, à, đây nó vẫn access may, nó có thể nó xung đột cái gì đấy nó mất tiêu luôn hết rồi này, đấy class bằng product email bằng với product email này thì class bằng acti, còn nếu không thì nó bằng rỗng. Vì sao nó lại lỗi này nhỉ, nó có liên quan đến cái này đâu, nó là cái suộc này mà,
hay là đây nó đang bị lỗi ở cái HTML này đúng không? Thế thì ở đây ấy, là mình bọc ngoài là một cái dấu nháy em ạ. Nhá, mình bọc phía ngoài là một cái dấu nháy này, class này. Class đúng không? Bỏ này đi. Đấy, mình bỏ cái này đi. Xong đó nếu đây thì nó show active thôi, nó show thôi, không không cần dấu nháy này đâu. Dấu nháy thường này thôi này. Đấy, chúng ta thử lại nhé, chúng ta thử lại nhé, cái ý đồ của mình là như vậy, chúng ta thử xem nào. À, nhưng nó vẫn không 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 ấy đây này, nó vẫn không không linh nghiệm đúng không, vì nếu như đúng ý của mình nhé là nó sẽ mang cái product email này, nếu nó khớp, hay là đây phải thêm dấu bằng nhỉ, nó khớp với thằng product email này là cái thằng này đây. À, nó bằng luôn đấy, đây if nó bằng thì nó show ra cái thằng active, còn nếu không thì nó rỗng. Thử thay cho bằng nó xem nào, thêm cho bằng nữa cũng không được luôn. À, cũng không được luôn, tại sao lại không được nhỉ, để mình xem thử thử chúng ta thử console nó xem nào, bởi vì trong năm cái kia thì nó phải có một cái bằng chứ đúng không các bạn, phải có thằng nào nó show ra không, để nó đều rỗng này, nó có cửa lát nhưng nó đều rỗng các bạn ạ, nó đều rỗng. Thế thì mình nghĩ là đây nó đang có vấn đề, chúng ta xem lại đi, cái hướng thì mình nghĩ nó có thể thực thi đấy chứ nó không phải không đâu. Class bằng active thì ở đây nó rỗng thì chứng tỏ là ở đây là nó không bằng đúng không, đấy nó không bằng. Thế thì ở đây mình thử nhé, ví dụ như ở đây mình thử là mình set đây có bị mây nhá, for each ra xong mình thử echo nó ra xem nào. À, echo thì nó phải có cặp lệnh PHP ở đây đúng không, thế thì tạm thời là mình sửa đây đúng không, mình cứ echo nó đi, cùng lắm thì mình cho con là PHP đây thôi, PHP nhá. Đây mình echo. Echo block email nó là một này. Và mình sẽ echo cái thằng này ra. Mình sẽ echo cái thằng thằng kia ra luôn. Thằng này. Block email này, mình xem nó là cái gì đã. Rồi chúng ta qua cho nó xem nào. Đây này, đây nó sẽ echo ra cái này ra rồi đúng không, bốn cái kia nó echo rồi, còn cái kia nó echo đâu, đây nó echo ra cái này là cái đường dẫn này là ok rồi này. Nha, mình bỏ cái này đi đúng chưa, rồi mình thử echo mỗi cái kia xem nào, đây là echo một cái kia đây đúng không, một một đây. Tắt đi xem nào, đây là đường dẫn này này và cái đường dẫn này, đây mình sẽ xuống đây cho nó đai đi cho nó dễ nhìn nhé, cho nó dễ nhìn được chưa, đâu rồi ảnh đâu hết rồi, đây là nó có hai cái đường dẫn này, này các bạn thấy chưa, hai cái này nó giống nhau mà đúng không. Thế thì tại sao khi chúng ta đặt cái câu lệnh bằng này nó lại không được, thì có thể cái câu lệnh của chúng ta đây nó đang sai các bạn ạ, nó đang sai đấy. Thế thì ví dụ như ở đây nhá, mình để đây không echo nữa, mình để đây là cái này nhé, mà nó bằng với cái này. Thế các bạn cũng coi cái cách của mình gặp đấy, mình cũng xử lý thế này thôi, cái này mà nó bằng với cái này đúng không, thì nó echo ra cái ok, còn nếu không
thì no ok. No ok đúng không? Mình thử xem nào. Nó báo gì đây? Untoken exists. Đây có cái dấu này nữa đúng không? Thử xem nào. Đây nó là để cái gì đây? Nó không hiện cái gì. Bằng ok, hoặc để mình để đây coi. Mình không dùng cái kiểu kia nữa, mình để cái này coi. Nếu cái này bằng cái này đúng không? Đó. Thì Echo giúp mình cái thằng ok. Đó. Còn L. L thì Echo no ok. Đúng chưa? Rồi ở đây mình tạm thời mình sẽ bỏ thằng này đi. Mình thử xem nó echo cái gì nhá. Đúng không? Mình thử xem nó echo cái gì. Có lỗi gì nhỉ? Token O à? Phẩy đây này, phẩy đây này. Phẩy đây, chấm, chấm hỏi đây này, chấm phẩy này. Là nó là no ok. Mặc dù là hai cái đường dẫn này các bạn thấy này. À không ổn rồi, không ổn. À đâu đúng mà. 1.1, 1.1 Store Image. Không được rồi. Phương án của chúng ta là không được rồi đấy. Bởi vì là cái ảnh chúng ta lấy khác nhau mà. Mình sai đấy, mình sai. Mình đang hiểu nhầm đấy. Bởi vì cái product của mình nó khác với cái ảnh mà mình lấy cái kia. Đấy các bạn thấy này. Bởi vì cái tham này nó khác nhau mà, đúng không? Nó đâu có trùng nhau đâu, thì vậy là đúng rồi. Thôi tạm thời bỏ cái này đi, mất thời gian của các bạn rồi đúng không? Mình tạm thời bỏ này đi. Đấy, ở đây thì nó sẽ không làm được như thế này, nó không làm được như thế này đâu các bạn. Đấy, thế thì cái trường hợp này ấy, nếu như mà các bạn nào có phương án nào thì các bạn comment lại cái video này được chưa? Còn nếu mà trường hợp mà nếu như mình ấy, là mình sẽ không để cái thằng class này vào đây luôn, mà mình sẽ dùng cái JavaScript ấy, mình sẽ chọn cái thằng selector, cái thằng đầu tiên đúng không? Mà để thằng đầu tiên thì cũng không đúng đâu. À, mà mình phải đi theo cái hướng mà hướng kia cơ. Hướng ấy, tức là nếu như cái thằng URL nào, à không, mình xem đó, hướng ấy là cái hướng là cái ảnh nào, cái đường dẫn nào src ấy. Mà src thì cũng đâu có được đâu đúng không? À thôi, coi đây như là một bài toán nhá, để chúng ta cùng gỡ nhá. Đấy, còn nếu mà bí lắm thì chúng ta sẽ dùng JavaScript và chúng ta sẽ xử lý nó được chưa. Đấy, đấy thì xem như là ở đây là chúng ta tạm chấp nhận là đang bị lỗi cái chỗ này. Mặc dù leak được nhưng mà nó không ấy được đúng không? À để mình thử coi lại cái thằng project kia sao mình lại được. Có thể cái cách làm của mình lúc đó nó khác, còn cái cách làm á lúc đó hứng lên lại làm cách khác được chưa? Ở đây bao nhiêu phút rồi? 28 phút rồi. Thế thì video này nó đến đây thôi. Đấy, video sau thì mình sẽ tranh thủ mình sẽ xem cái thằng kia đúng không? Mình xem cái tài liệu kia, mình xem vì sao mà xử lý được cái chỗ này này. Đấy, nó để class ở đây nó hiện ra luôn, hay là thằng kia nó cũng không được đúng không? Cần thì mình sẽ tắt luôn nhá. Coi như video này nhưng mà mình sẽ coi thằng kia xem, mình cùng các bạn coi luôn nhá. Thì mình tắt thằng này đi. Được chưa? À, mình tắt đi, coi như là đến đây mình tạm nghỉ một chút. Mình bật cái thằng kia lên. Bật cái thằng mà mình làm rồi đó. Open folder nó lên. Trong Laravel này này. Coolmate này mình select vào đúng không? Concept. Đấy, mình terminal lên. À, PHP Artisan Server. Bật nó lên nhé.
Rồi chúng ta vào đây, chúng ta xem. Sao thế nhỉ? Copy. Hoặc là nó đã mở sẵn rồi hay sao thì vào. Chúng ta vào đây nhé. Copy đây. Đây, đây là cái dự án của chúng ta, cái mà mình đã làm rồi đó. Thì cần vào đây. À đây nó cũng bị mất này, đúng không? Vậy là cái này là bài toán chung của thằng kia rồi. Thế thì cái nào là cái lỗi thì chúng ta cũng sẽ nghiên cứu cái cách chúng ta xử lý. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái cách chúng ta xử lý. Đấy, cái này qua cái này mình làm và mình mới để ý. Đấy, cho nên cũng có thể là cái trước mình làm đó là mình cũng không để ý cái lỗi này đâu. Đó, thì phương án thì mình nghĩ sẽ có phương án xử lý thôi. À, và mình sẽ ưu tiên dùng JavaScript để mình xử lý cái tình huống này. Tức là nó sẽ không can thiệp vào cái code HTML CSS của chúng ta, mà mình sẽ dùng những cái selector của JavaScript và mình sẽ gán cho nó một cái class thông qua JavaScript nhé. Rồi. Thế thì view này nó đến đây thôi. View sau chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đổ cơ sở dữ liệu ở phía bên này. Và cái chỗ thằng chi tiết sản phẩm và những cái thằng description này nhé. Cái thằng description này, thằng chi tiết sản phẩm này thì như mình có nói là nó đổ từ thằng CK Editor ra, cho nên dẫn đến các bạn cần phải CS thêm một chút thì nó mới được như thế này nhé. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.